Yo, hello, what's up, chào em nha. Quay trở lại với channel mình đây, từ đường phố đây, đúng rồi chưa? Chào anh em game hàng tạp chiến miên từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Trước video cho anh em xem video, vậy đầu video anh em xem like và một subscriber cho channel phát triển nha, anh em rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục với cái series cuối tuần anh em put code quà quẩy xe vừa mới. Các bạn để xem là chúng ta tuần này quẩy xe vừa mới có gì hot. Tính ra thì tuần này tôi có một cái thử thách khá là hay của nhiều anh em comment và để mục lên kênh. Thế nhưng mà sorry anh em, tuần này nói sao nhỉ, anh em thông cảm được mà nói các bạn thế nào cũng biết, chỉ mới nói là anh em thông cảm thôi. Hiện tại thì tuần này tôi hơi bận các bạn, hiện tại là 10 giờ đêm rồi, 10:14 anh em. Tối nay thì hôm nay tôi có đi làm và có nhờ một số anh em làm việc hộ nên tối lại ngồi nâng ly tí, thế là tối giờ bây giờ mới tính lên clip quay được. Thế là tuần này chúng ta không thực hiện thử thách này được, hơi buồn. Đó chính là thử thách chơi game quá 180 phút. Tôi thấy nhiều anh em bảo là ở đây có trò hay lắm, anh thử chơi game quá 180 phút xem có gì hot không. Và ý là nhảy xe mới cày thử 180 phút xem có gì đặc biệt. Ok, có hai lý do để tôi không cày. Thứ nhất là một công việc, thứ hai là tuần này xe mới không có nhiều quả các bạn. Thật sự luôn, tuần này xe mới không có nhiều quả đâu anh em, nên là tôi hơi lười. Hẹn anh em tuần sau nha. Tuần sau tương mới thì chúng ta có sự kiện nhận quà tương mới nữa, thì tôi sẽ làm cái series đó, thử thách 180 phút. Đấy, cái thử thách này khá là hay, các bạn thử test thử xem 180 phút chơi game xem có gì hot anh em, xem một sau 180 phút các bạn chơi game có gì đặc biệt nha. Ok, nào tuần này thì chúng ta sẽ full code quà và quẩy xe vào mới tuần này anh em. Đây sẽ là một tuần khá là đặc biệt ở so với mọi tuần anh em. Tuy ít quà nhưng bù lại tuần này thì chúng ta sẽ ngon hơn so với các tuần khác các bạn, đó là về mặt kim cương. Vì tuần này chúng ta có đánh boss anh em. Đó, các bạn biết rồi, tuần nào mà có đánh boss thì chắc chắn là một tuần rất là tuyệt vời anh em. Rất là khỏe về kim cương luôn. Nhưng bù lại thì tuần này chúng ta về code thì chúng ta không có nhiều anh em. Tuần này chúng ta có duy nhất 3 core các bạn. Đây, huyền thoại hải tặc là 1. Tiếp theo đó là core dùng chung vinh viễn của game anh em. Nói chung đánh quanh là chúng ta vẫn chỉ có mấy code này thôi. À, hiện tại có VIP code chiên nữa. Bạn nào chưa nhập thì tranh thủ lên nhập anh em nhé. VIP code chiên nhà phát hành cũng mới mở vào trưa ngày hôm qua. Thì tôi cũng có video hướng dẫn và nhập cho anh em rồi. Nếu chiều rảnh tôi có nhạc nào nhập thêm thì tôi sẽ hướng dẫn lại cho anh em lấy. Ok, nượm luôn các bạn. Rồi đó, hiện tại xe mới thì chúng ta loanh quanh có mấy phần quà thôi anh em. Tổng có 4 phần quà cái code anh em. Thư có tặng nữa, tổng 4 phần quà cái code các bạn. Ok các bạn, đây là tổng quà code hiện tại của game anh em. Nượm nhanh. Được 25. Ô, được 25 kim cương thôi à. Ok, căng rồi đấy. 25 thùng bia. Chiêu mộ. Tuần này tôi sẽ chiêu mộ bên chính xác anh em. Ui, tao bỏ ra in B thì căng thì ngon anh em. Ra lôi phanh kỳ X2 luôn không? Califa. Không mạng X1 thôi. Ok luôn. Bốn sáu bốn mươi à, liệu có tạo ra kỳ tích gì không đây? Chưa biết nào anh em, toàn em tới quầy xà mới hơi căng rồi các bạn. Ok, đây chính là điểm lợi của các bạn nhé. Đó, điểm lợi của tuần này sẽ mở được chính là đây anh em. Đang thiếu kim cương các bạn, không sao. Ok, ngay vào luôn các bạn. Đó, riêng gì chứ tuần nào xem mới mà có cái sự kiện đánh boss thì tôi nói các bạn rồi, easy luôn. 50 thùng bia nữa. 50 thùng bia nữa anh em. Xem nào, có đằng này hôm nay nữa có nhân phẩm không đây. Chạm thùng 2 cháu, thăm thùng 3 cháu ơi. Ờ, thứ nhất tập nhiều mà chưa thấy tuần nào nhảy xe mới mà đập trăm thùng ra được 3-4 cháu nhỉ. Có nha anh em nha, có thể là tướng không ngon thôi nhưng mà tiện đập trăm thùng ra 3-4 tướng SS là chuyện. Nói các bạn ngày trước thì bảo là chém nhưng bây giờ tôi nói các bạn easy luôn, chuyện bình thường các bạn. Quan trọng là các bạn có đủ nhân phẩm để ra được không thôi, như tôi đây không ạ. Đừng qua.
Ok. 2K kim cương. Rồi, ok các bạn, chiêu mộ. Tuần này kiếm cương giấy anh em bên tỉnh Bích Mò, các bạn qua đây kiếm thêm 2K kim cương qua giấy luôn. Quan trọng là các bạn có kiếm hay không thôi. Xem nào. Liệu có đủ độ không trời? Không vớt được một mét luôn à. Căng đấy nhờ. Tuần này các bạn đổ đến chỉ 10 sao, các bạn được bộ đồ xám xám đấy nhá. Khá là ngon đấy chứ mà không đâu. Và tuần này đặc biệt nữa là anh em được bonus sự kiện anh em. Chúng ta có sự kiện đặt kèo Big Mom đi kèm. Thì ở đây các bạn có túi thần kỳ. Ở đây thì anh em có thể thu hồi tất cả form đến chỉ 4 sao và 3 sao nếu như hơi cảm thấy chất túi quá các bạn. 2, 4, 5 này. Ok các bạn. Đó. Nếu các bạn cảm thấy chất túi quá thì anh em có thể đi thu hồi đây các bạn. Ok. 50 thùng nha, đủ các bạn. Ông ta nhưng không 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 bạn không đủ, nhưng tất cả anh em cứ đặt ra tính sau. Đó, nói chung tuần này quẩy sale mới từ nó các bạn rồi, easy gọi là easy luôn các bạn. Ôi trời, thiếu đúng vừa đủ 10 thùng nữa anh em. Đây vào tiếp Big Mom các bạn, rồi quá dễ. Quá dễ, riêng 3 sao hay 4 sao cho đi hết anh em. Thế tuần này tuần đầu tiên tôi đập được 100 thùng bia sale mới anh em. À, 100 cốc bia vàng sale mới các bạn. Bình thường được làm mấy thùng rồi à? Có tiệm Big Mom cái nó lợi thế hẳn ngay các bạn. Ok các bạn, mở coi nào. Đây đây. Rồi giờ bung tướng 5 sao lên anh em. Các bạn nên đổi lính chỉ 10 sao anh em nhé. Tuần này có cả lính chỉ 10 sao nữa. Các bạn nên đổi ít nhất đến 1 2 form để lấy một form, sorry anh em, nhất đến một form để lấy bộ soi xám các bạn. Một trong những bộ đồ tôi thấy khá là ưng các bạn nhé. Usopp, còn gì nói các bạn. Ai đây? Funky. Lo trời ơi. Thề tuần này quẩy sale mới thì khá nhiều form tướng đấy, nhưng mà để mà quẩy tiếp mà để với những form này tôi nghĩ là hơi căng các bạn nhé, thật sự nó hơi căng luôn các bạn. Đồ linh chi 10 sao nè, 4, 5, thiếu 3 form nữa anh em. Bốn mươi thùng nữa đi làm ăn tê. Tuần này cũng được 130, hơn 130. Quay lại là phanh kỳ các bạn. Tiếc nhờ, được 100 thùng tiếp theo lại là phanh kỳ anh em. Giờ ra Zin B quá lâu các em nào, đỡ luôn. Khó lắm luôn các bạn, thật sự tuần này quẩy. Nhưng mà bù lại thì anh em có thể vẫn có thể kiếm Zin B nha anh em nhé. Đây có một quyển L1 cho các bạn xem vào mới luôn. Anh em có thể trực tiếp lấy Jin B, Shira, Hoshi hoặc những con tướng các bạn mong ý, nhưng mà tôi sẽ lấy Jin B qua lô anh em. Đó. Hôm nay tôi định làm cái thử thách bởi sao mới với Jin B qua lô anh em, chơi game có 150 phút thế nhưng mà là như đầu video đã nói anh em, rất là xin lỗi các bạn về việc chậm chế này. Thôi, hẹn anh em ở series tuần sau. Và quên, đầu clip cũng quên. Lại còn đang tí hơi men các bạn. Cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ kênh trong mấy ngày gần đây. Hiện tại thì điều kiện kinh tế hơi khó khăn thì cũng có xin kêu gọi ủng hộ từ anh em, thì rất nhiều bạn ủng hộ, tuy là 1-2k nhưng cũng khá là vui. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok, đổi đến chỉ 10 sao nào. Ok.
Ok các bạn, linh chi 10 sao. Và mình được đánh boss. Loanh quanh chắc vẫn là 5. Tôi định nói anh em 5 dương kim cương, không hơn không kém các bạn. Rồi, ok. Chúng ta thu về được một bộ xoáy xám này các bạn này. Đó, một bộ xoáy xám anh em, xịn sò luôn, xe vào mới anh em. Đấy, ngay vào luôn các bạn này, có thể trực tiếp mang cho Rin B anh em. Đó, trực tiếp up Rin B qua lô lên luôn anh em. Cho. Quá tuyệt vời anh em. Đó, xe vào mới còn gì tuyệt vời hơn. Thì quẩy cũng tướng mới các bạn. Vẫn tiếc không thực hiện được cái series. Mà tuần này hơi ít quả thôi, hẹn anh em tuần sau cho nó vui vẻ. Giờ mở ra 50k tôi chơi luôn anh em. Easy. Nói rồi dễ gì anh em, không dễ đâu. Ok, tại thời kỳ Big Mom thì anh em có thể kiếm thêm form tướng ở đây gọn nhá. Đó, anh em thể kiếm được bất kỳ tướng các bạn nào thích. Đó, nhưng mà lấy Rin B thì bạn hơi thua thiệt, bởi anh em lấy Kulo, Zoro, Fira, Lo hoặc là Buddy anh em, Bullet, Lamy cũng được các bạn. Đây ví dụ tôi lấy Shira Hoshi thì với 25 điểm thôi thì tôi vẫn có khả năng lấy được anh em. Đó, một xíu nữa thôi là chúng ta có thêm Shira Hoshi rồi. Nói chung tuần này của sao mới khá là dễ, anh em có thể chơi. Code hiện tại thì có 3 phần core đen thôi các bạn, tôi đã cập nhật đầu video. Ngoài ra thì có view code tri ân, nếu bạn nào có lạp lên thì VIP 3 trở lên anh em sẽ nhận được nhá. Ok, và video kết thúc đây. Hẹn gặp anh em ở clip theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video kênh Từ Từ Đường Phố Diều. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Đừng quên like và subscribe của channel. Tạm biệt. Và nếu các bạn ý kiến hoặc thắc mắc gì, vui lòng comment để lại ở dưới video nhé. Bye bye. Anh em đối đất ủng hộ kênh qua hai cổng sau. Mọi tấm lòng của anh em, tôi thay mặt gia đình xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.